Như muốn ngày hôm nay thì Nhiên muốn phát động phong trào phòng chống dịch COVID cho tất cả mọi người biết để mà chúng ta lan tỏa những yêu thương rồi cùng cùng nhau đoàn kết lại để mà chung tay với lại Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế tránh dịch như là chống giặc vậy đó. Thì đây là đợt dịch bùng phát, có thể nói là cũng cũng khá là lưu ý, nhưng mà nhưng tin là tất cả sẽ được đẩy lùi, cũng giống như đợt trước ở Đà Nẵng. Thì khi mà dịch bùng phát ở Đà Nẵng, các anh chị em cũng nhớ là mọi người cũng rất là buồn. Nhưng mà cuối cùng sao? Cuối cùng thì Bộ Y tế và dưới cái sự đoàn kết của quân dân Việt Nam mình, của đồng bào Việt Nam mình, cùng với lại sự quan tâm rất là thân ái của Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam, thì chúng ta cùng đoàn kết với nhau và cũng đã đẩy lùi được COVID trong cái trận bị lây nhiễm vài tháng trước ở Đà Nẵng. Thì Nhiên tin là đợt này thì theo cái niềm tin của Thủ tướng Chính phủ cũng giống như là Phó Thủ tướng, thì chúng ta cũng rất là an tâm. Và Nhiên Nhiên có theo dõi tin tức thì Nhiên thấy khuôn mặt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì khuôn mặt của Phó Thủ tướng có hôm nay trông đỡ hơn, thần sắc trông đỡ hơn, và ngài tự tin công bố là cảm thấy nhẹ nhõm vì đã khoanh được vùng, tiếp cận những người mà tiếp cận những bệnh nhân bị lây nhiễm. Thì Nhiên cũng xin chia buồn tất cả bệnh nhân bị lây nhiễm dịch COVID đợt này, nhưng mà tinh thần sẽ là điều quan trọng nhất. Mong là chúng ta sẽ tiếp lửa tinh thần đến cho tất cả các bệnh nhân để họ củng cố được cái tinh thần của họ vững chắc. Thì các anh chị cũng biết được là COVID, nếu như mà tâm trạng của mình bị bất ổn rồi sức đề kháng không có, thì đó là cơ hội cho con virus nó xâm nhập vào và nó sẽ giết hết hồng huyết cầu của chúng ta. Vì vậy, ý chí và tinh thần là cái mà rất là quan trọng để mà chúng ta vượt qua hết tất cả và lướt qua được những cái nguy hiểm trong cơ thể của con người mình. Cũng giống như khi mà một người nào đó bị bệnh về ung thư chẳng hạn đi các bạn, thì nhóm của Nhiên luôn 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 ủng hộ tinh thần đến với người đó và tiếp lửa cho các anh chị đó, để chi mong là họ giữ vững được cái tinh thần tại trạng thái thật là tốt, sống lạc quan, rồi tập thể dục, rồi ăn uống điều độ, tăng cường bổ sung chất khoáng và protein cho cơ thể mình để mà lướt qua được những cái căn bệnh thật là hiểm nghèo. Thì mong là cái sự truyền lửa, tiếp lửa của An Nhiên đến cùng với lại hội nhóm của An Nhiên và tất cả các anh chị em ở trên này, chúng ta cùng nhau tuyên truyền với lại những người xung quanh của mình và người thân của mình, cho dù dịch có bị trong tương lai dịch có đẩy lùi đi nữa, thì chúng ta ra đường chúng ta hãy nên chịu khó đeo khẩu trang mọi nơi mọi lúc, đeo 2 lớp khẩu trang cũng được các anh chị ạ. Thật ra thì với đại dịch bây giờ, chúng ta không nên chú trọng cái hình thức của mình nhiều quá, và điều mà chúng ta chú trọng đó là sức khỏe của mình. Nhưng mến chào anh Bằng Nguyễn và tất cả các anh chị em mới vào trong này nha. Dịch bệnh với đại hội đang diễn ra mà nạn cái lũ chẩu tre với bọn giang hồ gây rối quá. Thì trong xã hội mà bạn phải có người này người kia, có những em tuổi tuổi đang lớn, thì cái suy nghĩ của các em đó rất là dễ bị tác động
Cho nên là chúng ta cần phải có những thời gian, có nhiều thời gian tiếp cận các em đó để giải thích hơn, cho để giải thích cho các em đó hiểu hơn. Chứ chúng ta trách thì cũng không có thể nào trách được, tại vì mỗi con người thì sẽ có những cái suy nghĩ nhận định riêng, và mình không thể nào mà mình ép cái người đó phải có những suy nghĩ nhận định giống như mình được. Nếu có thể thì mình có thể giải thích và mình có thể nói cho cái người đó biết để mà họ có thể phòng chống những cái điều cần thiết và đọc những cái tin tức báo chính thống. Chứ đừng có gây cái sự hoang mang rồi nghe những cái bài báo lá cải rồi lại lên trên mạng ghi, thì đồng ý là họ cũng có cái ý tốt đó các anh chị. Hồi nhiên đọc thì có những anh chị bị mời lên á để mà làm kiểm điểm á, thì đúng là cái status của họ sẽ gây hoang mang dư luận. Nhưng mà mình nếu như mà mình chịu suy nghĩ một tí xíu thì mình nghĩ là người đó cũng có một cái ý tốt thôi. Nếu như mà mình đừng có nghĩ tới cái chiều hướng gọi là chính trị đi, thì mình chỉ nghĩ là cái người đó có cái chiều hướng tốt, muốn thông báo cho mọi người phải cẩn thận như thế nào đó, chứ họ không có biết được là đó là gây cái sự tác hại hoang mang lòng dân hay là như thế nào. Nhưng mà luật thì mình phải chiếu theo luật, nếu như vi phạm thì phải xử phạt, hoặc là có thể là cho họ cơ hội cảnh cáo họ, rồi khuyên răn họ nên đọc những bài báo chính thống hơn, để mà bản thân của họ cũng như những người xung quanh không có bị dắt mũi bởi những cái tờ báo lá cải. Mỗi lần mà Nhiên gọi điện về cho thợ của Nhiên hoặc là những người bạn của Nhiên á, thì Nhiên luôn luôn nhắc nhở họ là đừng nên đọc những cái bài báo lá cải gì cả. Tại vì á, có rất là các anh chị cũng biết rồi, những người sống ở hải ngoại á thì họ những người không tham gia chính trị á, tâm tư của họ cũng hướng về quê hương rất là nhiều. Cho nên là khi thấy cái đại dịch Covid xảy ra thì họ cũng lo lắng, rồi những cái bài báo nó không có được chính thống lắm đưa cho họ thì họ lại lo lắng cho người thân của họ. Cho nên là Nhiên cũng hay củng cố tinh thần của những người thợ của mình và những người bạn của mình để cho họ khỏi lo, bớt đi cái phần lo lắng về người thân của họ ở quê hương, bằng cách mình đưa những cái link tin chính thống của chính phủ mình đưa ra. Thì đọc những cái tin đó thì những người bạn của mình và những người thợ làm cho mình họ cảm thấy yên tâm hơn. Thì đây là một trong những cái mà mình muốn tiếp lửa đến cho đồng bào, đến cho những người xung quanh và những người mà ít tiếp cận với lại tin tức của xã hội cộng đồng. Thì chúng ta nên truyền lửa cho họ và đưa cho họ biết những cái gì mà chúng ta hiểu biết. Thì các anh chị cũng biết được là dịch Covid so với đất nước mình với lại những đất nước trên thế giới thì mình cảm thấy rất là yên tâm và an toàn, ở chỗ là Thủ tướng Chính phủ, những người lãnh đạo trong bộ máy chính phủ của nước Việt Nam mình cũng như Bộ Y tế và tất cả những người tình nguyện viên đến để mà xin xin để nhập vào trong Bộ Y tế, họ làm phí công, họ muốn đem đến họ muốn san sẻ những cái khó khăn gánh nặng đối với Bộ Y tế, thì họ vào họ tình nguyện viên được chăm sóc cho những bệnh nhân hoặc là những người trong cái trường hợp cách ly, thì Nhiên cảm thấy rất là cảm kích những người như vậy. Thì qua những điều mà mình tìm hiểu mình biết được thì mình cảm thấy rất là yên tâm với đất nước Việt Nam mình hiện tại. Và Nhiên tin là dịch Covid không phải là một cái trở ngại đối với một đất nước đã đẩy lùi dịch Covid trong cả năm nay rồi, thì cũng đã khẳng định cho thế giới thấy, và có rất là nhiều người trên thế giới họ cũng đã tỏ rõ những cái biểu cảm và cảm xúc cảm nghĩ của họ dành cho đất nước Việt Nam mình. Thì đọc và nghe những cái clip mà họ đưa lên, người ngoại quốc, người nước ngoài họ đưa lên, thì mình cảm thấy rất là tự hào cho một đất nước Việt Nam.
được họ cho là một đất nước thân thiện, một đất nước mà vượt lên chính mình. Họ nói nước Việt Nam mình là như vậy. Thì mình nghe và mình đọc, mình cảm thấy rất là tự hào và yên tâm. Nhìn lại những gì mà những nước tư bản khác họ làm, tại sao nước của họ dịch Covid lại bị lây lan nhiều như vậy? Là tại vì ban đầu họ không chịu phòng chống trước, họ đợi, họ cứ vì cái mà gọi là nhân quyền, vì cái sự tự do nhân quyền, cái đó họ cứ nghĩ vì cái đó cho nên là họ không dám áp dụng luật đối với những người mà dân của họ, cho nên dịch bùng phát rất là nhiều. Và đến bây giờ thì họ có làm như nước Việt Nam mình đi thì cũng đã quá muộn màng rồi. Điển hình như ở nước Mỹ, con số nó đã lên tới hơn 26 triệu người bị nhiễm. Thì bây giờ nếu như mà cách ly và dùng những cái biện pháp giống Việt Nam thì sẽ không có chỗ để mà làm, không đủ chỗ để mà cho những người cách ly. Gần 27 triệu người, các anh chị nghĩ xem, thì không thể nào đủ chỗ, bệnh viện cũng không thể đủ chỗ, mà những cái phòng mà hồi sức này nọ cũng không thể đủ chỗ để mà chứa những người đó cả. Nhưng mến chào anh Đồng Hương, Nguyễn Thanh Huyền, và mến chào lại tất cả các anh chị em nha. Đó, cho nên là ở Việt Nam, người Việt Nam mình có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu như ban đầu chúng ta không phòng bệnh thì khi mà cái bệnh đó nó khuếch tán nặng hơn rồi thì mọi thứ chúng ta đều sẽ vô nghĩa. Lúc đó chúng ta chú trọng tới thì sẽ vô nghĩa và sẽ gọi là quá trễ đi. Thì nước Mỹ và các nước châu Âu khác cũng vậy. Ban đầu họ không có chịu làm những cái biện pháp giống Việt Nam thì bây giờ những cái con số nó đã lên quá nhiều rồi, quá khỏi sự tưởng tượng luôn rồi. Thì họ chỉ có là thuận theo ý trời vậy đó, họ để, họ bỏ mặc và người dân phải tự lo cho sức khỏe của chính mình, và họ lại không có những cái công tác tuyên truyền giống như người ở đất nước Việt Nam mình nữa chứ. Các anh chị thấy đó, khi mà xảy ra dịch Covid, nhìn thấy nha, ở phường cũng mở loa phát thanh, họ đi khắp các nẻo đường và họ thông báo cho người dân biết. Tất cả các tỉnh thành đều có cái sự thông báo bởi chính Ủy ban Nhân dân phường, Ủy ban Nhân dân xã, rồi thôn trưởng, rồi những người mà có trách nhiệm trong một cái xã làng nào đó. Thì nhìn thấy cái điều này rất là hay, Việt Nam mình rất là hay ở cái điểm này. Rồi họ đi công bố, họ đi thông báo rộng rãi hết để cho người dân biết được và người dân phòng tránh. Thì đây là một trong những điểm mà Việt Nam mình ghi điểm cao nhất trên thế giới về cái công tác phòng chống dịch Covid. Chứ nếu như Bộ Y tế và Chính phủ hời hợt và hoặc là ở ban cấp ngành của tất cả các tỉnh thành, thành phố rồi thôn xã đi, họ không làm những cái công tác như vậy đi thì Việt Nam mình á, cũng sẽ rơi vào trạng thái giống như những nước khác thôi. Vì vậy chúng ta nên biết ơn Bộ Y tế và ban lãnh đạo, cũng giống như là những nguyên thủ quốc gia của Chính phủ Việt Nam mình. Chúng ta nên biết ơn họ vì cái tinh thần trách nhiệm của họ lo cho dân và vì dân. Cho nên là dịch Covid thì xảy ra trên thế giới quan ngại, nhưng mới đối với đất nước Việt Nam mình thì chúng ta cảm thấy thật sự rất là an toàn. Dạ, nhưng mến chào lại tất cả các anh chị em nha. Trong này có chị Việt Kiều, Lisa Nguyễn, thì sẽ lên cùng chia sẻ và tuyên truyền cùng với lại An Nhiên tiếp lửa với lại các anh chị em ở đây. Nhiên sẽ mời chị Lisa Nguyễn lên để mà cùng với Nhiên chia sẻ những cái điều trong cuộc sống nha.